Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một miếng đất 2220 mét vuông nha. Thì đây là một miếng đất hai mặt tiền luôn. Thì giá đất này hiện thời thì đang ở nằm ở khu Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Nó gần cầu Ba Láng luôn nha. Thì nó cũng gần cái con đường cao tốc Vành Đai phía Tây luôn. Cách đường cao tốc Vành Đai phía Tây khoảng 200-300 mét là tới đường chỗ cầu Ba Láng, chỗ nhà hàng Qua Súng. Thì đây là một miếng đất khá là lý tưởng cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Nó hai mặt tiền bề ngang 30 mét, mặt tiền đằng trước là 30 mét, bên hông này là 60 mét. Mặt tiền 38 mét. Mặt tiền ở phía trước là 38 mét, ở bên hông này thì 60 mét. Đây là miếng đất đây. Thì hiển thị trên giấy là lộ 2 mét đá bụi nha. Đó. Trên đất có căn nhà cấp 4 luôn. Đất cây lâu năm nha. Nguyên miếng này 2200 mét vuông đất cây lâu năm. Thì giá bán dao động là khoảng chừng 1 triệu 7 một mét vuông. Thì hết cái này là khoảng chừng 2000 mấy này bán 3 tỷ 6 nha. 3 tỷ 6 còn thương lượng nhẹ. Thì nhà cửa khu vực này cũng rất là đông đúc luôn ha. Đó, bên đây cũng có nhà, bên đây cũng có nhà nè. Đó, rồi bên sông này cũng có nhà luôn. Này là gạch... cái đôi. Gạch cái đôi nha. Đây là con gạch cái đôi. Thì nó sẽ đi ra chỗ cầu Ba Láng thì chỉ tầm 700-800 mét là tới cầu Ba Láng rồi. Chỗ nhà hàng Qua Súng đó có con đường đối diện chạy vô. Đường hiện thời thì khúc này đá bụi, ở khúc ngoài thì làm lộ 2 mét trước rồi ha. Ở đây thì nhà ở cũng rất là nhiều luôn nè. Đó, đây nhìn qua đây thì gần cái sông, cái răng chạy vô Phong Điền nè, sát bên này phía trong nha. Còn cái này thì ở phía ngoài nè, khá là lý tưởng không. Đó, có nhà cao luôn, cái bên luôn ha, sát bên luôn. Đây là con gạch trước nhà, thì gạch này khoảng 10 mét. Thì cái này 2000 mấy trăm mét vuông này đất vườn cây lâu năm, thì trồng dừa đồ nhóc hết trơn nè ha. Mới có phá ra trồng dừa à, trồng dừa không nè. Đó, dừa nhóc hết trơn luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào có cần sở hữu một cái miếng đất 2200 mét vuông này giá 3 tỷ 6 thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040 nha. Thì sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi vị trí đất. Khi dự ý thì mua bán trực tiếp với chủ ha. Đó, trên đó có căn nhà cấp 4 còn ở êm nha, rất êm luôn. Nhà này thì nó cũng hơi cũ nhưng còn rất là chắc chắn luôn. Quá đẹp. Đây thì cách cái đường mé sông mà từ chỗ dầm Ba Láng mà gạch sung bến đò đi về hướng gạch sung đó thì tầm chừng 300-400 mét à. Còn đi lộ 61C thì cả 700-800 mét là chúng ta tới quốc lộ 61C. Ngang đây về tới chợ Cái Răng thì tầm khoảng 4 km. Về tới trung tâm thì Cần Thơ thì khoảng 5 km là chúng ta tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì đất này mà hướng Đông Nam với hướng Bắc nha. Hai hướng luôn. Một miếng đất mặt tiền, ôm cái cua mặt tiền luôn. Hai mặt tiền quá đẹp. Thì vòng vòng đây thì cũng nhà cửa rất là đông đúc luôn ha. Của xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nó giáp ranh với thằng Ba Láng luôn, quận Cái Răng. Phong Điền giáp ranh với quận Cái Răng nha. Đây là một miếng đất 2000 mấy trăm mét vuông mà giá chỉ có 3 tỷ 6 là sở hữu một miếng đất khá là đẹp luôn. Trên đất thì trồng dừa con không à, nhóc hết trơn. Nó ôm cái cua vòng quanh đây. Mặt tiền bên đây thì 38 mét, còn mặt tiền bên đây thì 60 mét. Thì từ đây qua tới mấy cây gòn bên đó là 36 mét đó, tới cây gòn đó đó không. Đây, tới cây gòn này là tới cái trụ đá đó luôn nha, khá là lý tưởng luôn. Có một cây khế vàng luôn, mấy cây dừa, mấy cây vú sữa luôn. Rồi, kính chào quý cô chú anh chị em. Cảm ơn đã xem video.